Tình trạng trâu bò thả rông chạy ra đường gây tai nạn giao thông không phải là hiếm, nhất là ở các vùng nông thôn. Đoạn clip do camera hành trình của một xe ô tô ghi lại được một vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21 tháng 5 ngay sau đây là một điển hình. Mời quý vị quan tâm cùng theo dõi. Theo clip, có một con bò phi từ dưới chân đê lên rồi lao thẳng sang bên trái đường. Tài xế ô tô không kịp đánh lái nên đã hút thẳng vào con bò. Cú đâm mạnh trực diện khiến con bò bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, trượt tới đầu chiếc xe máy của người đàn ông áo trắng đi ngược chiều. Rất may, người đàn ông đó từ xa đã quan sát được tình huống nên đi chậm lại. Vì thế, chỉ bị đổ xe máy và không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.